Đường Sư Thiện An, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, cách đường Nguyễn Trung Trực khoảng 100 m và đường Ngô Quyền khoảng 50 m là chùa Tam Bảo. Đây là cổng sau vào chùa, bị hiện cổng trước hôm nay không có mở. Và chúng ta sẽ đi vào một vòng chùa. Trước mặt chúng ta là chánh điện của chùa. Cổng trước của chùa. Lịch sử hình thành của chùa là vào thập niên cuối thế kỷ 18, một Phật tử tại Rạch Giá có tên là bà Dương Thị Quán, cư dân địa phương gọi là bà Hoàng, đã đứng ra xây dựng một ngôi chùa trên một khu đất thuộc phường Vĩnh Lạc, thị xã Rạch Giá, hiện nay đặt tên hiệu là chùa Tam Bảo. Chùa thuộc hệ phái gốc là Bắc Tông. Các năm trùng tu của chùa là năm 1915, 1917, 1961, 1972, 1997, năm 2001 và đến nay. Đây là bên phải của chính điện chùa, là cổng sau của chùa luôn. Trái chánh điện. Trước của chánh điện. Bên phải của chánh điện. Bản thông báo của chùa cho các hoạt động sắp tới. Bên phải của chánh điện là phòng thuốc nam của chùa. Theo các sư thì hiện giờ phòng thuốc nam không còn hoạt động nữa. Quỳ hiện người phụ trách đã đi định cư tại nước ngoài. Phía sau của chùa, phía sau thì có một ao sen và phía trên là tượng bà. Một chút nữa chúng ta sẽ vào chánh điện.
phía sau Phật bàn. Chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây là nội vi của chùa. Nhìn ra chánh điện phía sau và bên phải chánh điện. Với rất là nhiều là sách và các cuốn kinh chủ yếu là kinh. Chùa có tên là Sắc Tứ Tam Bảo đó là do vào những năm chiến tranh của nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã từng có thời gian tạm lánh tại chùa Tam Bảo, nên sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã ban sắc tứ cho chùa vào năm 1803 và từ đó được gọi là chùa Sắc Tứ Tam Bảo. Lịch sử của chùa. Chùa Tam Bảo đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa theo quyết định 1991 ngày 22 tháng 3 năm 1988 của Bộ Văn hóa Thông tin. Bên trong chánh điện của chùa. Đây là phía sau của chánh điện. Phía trước có chánh điện. Bên trong có chánh điện phía trước.